Giờ em mở thùng loa JBL L45, tất cả chỉ có ruột, bát và của loa. Đây, ở bên Nhật mà chúng em mới mang về từ hôm qua đây. À, Nguyễn Đăng Tiến, Bắc Linh. Em ơi, bê lên trên nhà, bê anh cái cân lên đây cái. Cân lên xem cái trọng lượng của loa này các nhỉ. Con làm gì, con chơi điện thoại nhé. Đấy là tiến 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 quay để em mở đây. Đây là cái gì đây? Cân này. Đây là cái loa gì đây? Loa chung này là 1 kg. 1 kg của loa chung. Loa chét cũng 1 kg. Loa chét cũng 1 kg luôn. Đây. Chét giấy. Chét 3,5 cm. Chét giấy. Không nhầm thì là cái dòng này là tất cả là của Eneco hết, nhưng mà đây hiện tại giờ là nó đang cái thằng ở bên Nhật nó đã bọc hết tất cả cái lớp bột biển ở đây rồi, thì không không xem được cái từ ở bên trong này là cái mã của từ là bao nhiêu. Đây là giờ mở cái thùng loa này, đến nhân vật chính của chúng ta nó mát. Bát loa 40. 40. Không nhầm đây, củ lấy vào dòng của cái con này thì là nó là củ từ 135 này. Củ từ của nó nặng gần 8 kg, 7 cân rưỡi. 7,5 kg. Đây là cái phân tần. Gân loa này của nó hiện tại ở bên như người bán là người Nhật nó giới thiệu đây là gân loa gân bằng da cừu chứ không phải là gân mút, nên người ta đã thay gân bằng da cừu. Đây là cái phân tần của nó này. Em quay thấp vào đây xem. Đây là một cái miếng này, miếng gì đó. Này giống như miếng tem quá. Cẩn thận này. Ui, nhận.
mát. Mát. Mát của phía sau loa, JBL. Đây. Đây là cái phân tần này. Phân tần của loa này. Đấy, phân tần của loa JBL này. L45E Pre này. À. Đấy. Phân tần này, nguyên bản luôn. Tụ này. Tụ rồi là cuộn cảm. Đấy. Cuộn cảm rồi rồi. Chở. Đấy. Rồi hai nút tinh chỉnh. Bát và chét. Đấy. Đầy đủ luôn. Đây là hai bộ loa. Đây là mình tháo một bộ thôi. Đấy, mới mở ra một bộ để cho mọi người xem. Loa chét này, loa chung này. Đấy. Đây là loa bát. Ui giời, cổ từ quá nặng luôn. 8 cân. 340. Ok.